Gâu nhận định, phải chăng đã đến lúc Liverpool cắt lỗ, trong trường hợp của Chiesa? Tiền đạo 27 tuổi này gia nhập Liverpool từ Juventus vào mùa hè vừa qua với mức phí 12,5 triệu bảng. Anh chưa thể thích nghi tại ngoại hạng Anh và chỉ ra sân 3 trận cho câu lạc bộ chủ sân Anfield. Calcio Mercato cho biết Napoli sẵn sàng đón Chiesa trở lại Serie A thi đấu trong tháng 1 năm 2025. Ngoài ra, AC Milan, Inter và AS Roma cũng theo sát chân sút người Italy. Ít được ra sân, Chiesa phải chịu hậu quả khi bị gạch tên khỏi danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia giữa tháng 10. Khả năng anh tiếp tục vắng mặt ở FIFA Day vào giữa tháng 11 hoàn toàn có thể xảy ra. Lý giải về phong độ của Chiesa, huấn luyện viên Ancelotti cho biết, tôi cảm thấy đáng tiếc. Chiesa bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải. Tôi đã nói điều này nhiều lần, đến chơi ở một giải đấu có cường độ cao như ngoại hạng Anh thực sự khó khăn cho cậu ấy. Trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Leipzig tại lượt trận thứ 3 League FA, Champions League năm 2024-25 hôm 24 tháng 10, Chiesa không được đăng ký thi đấu. Lần gần nhất chân sút này ra sân cho Liverpool là vào ngày 25 tháng 9 ở trận gặp West Ham tại Anfield. Phong độ cao của Salah, Diaz và Jota khiến Chiesa khó lòng cạnh tranh suất đá chính tại Liverpool. Tương lai của tiền đạo Federico Chiesa tại Liverpool đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi anh không thể thích nghi với ngoại hạng Anh. Napoli được cho là sẵn sàng đón Chiesa trở lại Serie A vào tháng 1 năm 2025, trong khi đó AC Milan, Inter và AS Roma cũng đang theo sát chân sút người Italy. Việc ít được ra sân đã khiến Chiesa bị gạch tên khỏi danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia và anh có khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt ở FIFA Day vào giữa tháng 11. Huấn luyện viên Ancelotti cho rằng Chiesa gặp khó khăn do bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải. Phong độ cao của Salah, Diaz và Jota khiến Chiesa khó lòng cạnh tranh suất đá chính tại Liverpool.